Thời điểm này, bà con nông dân Diễn Châu đã bắt đầu bước vào thu hoạch lạc xuân với năng suất đạt khá cao. Vụ xuân 2020, Diễn Châu gieo trồng 2.550 ha lạc. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên toàn bộ diện tích lạc phát triển an toàn. Sau 4 tháng gieo trồng, đến thời điểm này tại các xã Diễn Thịnh, Diễn Hùng, Diễn Hoàng, Diễn Mỹ, Diễn Kỳ, bà con nông dân đã bắt đầu bước vào thu hoạch lạc vụ xuân. Năng suất đạt khá cao, từ 3,2 đến 3,4 tạ một sào, tương đương với vụ xuân 2019. Năm nay do dịch bệnh COVID-19 nên việc tiêu thụ lạc tươi gặp khó khăn, nên thu hoạch lạc xuân muộn hơn so với năm trước. Chính vì vậy, thời điểm này toàn huyện mới chỉ có khoảng 20% diện tích lạc xuân được thu hoạch, và dự kiến đến cuối tháng 4, bà con nông dân Diễn Châu sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lạc xuân với tổng sản lượng đạt 8.670 tấn. Với tổng sản lượng dự kiến đạt 8.670 tấn, đồng thời khẩn trương làm đất để sản xuất khoảng 300 hectare dưa hấu và trên 2.000 hectare vừng hè thu.